Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, số hưởng lộc trời, gặp thời phất mạnh, trúng số liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, trở mình giàu sang phú quý. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình tìm được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Tử Vi học có nói, con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được, và cũng có những con giáp được định sẵn. Tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn mới lội ngược dòng dương lên khỏi dũng bùn, trở thành đại gia, giàu có may mắn đủ đường. Người tuổi Đinh Mùi cũng là một trong những con giáp đó. Mặc dù số phận an bài, cuộc đời là đầy rẫy những khó khăn chông gai, nhưng con giáp này vẫn bền lòng, dũng chí mà cố gắng nỗ lực hết phần, khiến thần Phật cảm động, ban phát cho nhiều tài lộc, đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Theo luận giải mới nhất của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới đây đã may mắn lại càng may mắn hơn khi được thần Phật độ mệnh, thần tài nhét lộc vào tay. Cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, chất đầy két sắt, sung sướng, giàu có hết phần thiên hạ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể đúng 7 ngày tới sẽ diễn biến ra sao, vận may của bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 cầm tinh con dê, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh Mùi với nạp âm hành thủy do can đinh là quả, ghép với chi mùi là thổ quả, sinh nhập thổ bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu kỷ, sinh giờ sửu, mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đó là đặc tính của can đinh rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay, tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy giải nghĩa nạp âm. Thiên hà thủy tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời, vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thiên hà thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ hành thủy, chủ trí tuệ gọi là nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Trong 12 con giáp, Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Những nét tính cách này có thể theo họ cả đời, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn, nhưng nếu cuộc sống không được như ý,
gặp nhiều vất vả, gian truân, thất bại thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán chường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung. Họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thắng phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng, để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Trong cuộc đời của Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng, tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ, cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn, trực diện này, chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết nên Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ. Bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thong dong, nhàn hạ, để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ, để có hiệu quả. Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc,
gắn bó rất mật thiết với gia đình, dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ giật tinh thần họ. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng Đinh Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng, nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Nam mệnh, theo tử vi phương Đông cho thấy, Nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung gian trở đi sẽ được thảnh thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Nữ mệnh Đinh Mùi thời trẻ tuổi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích, đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh. Sự nghiệp rộng mở sáng lạng, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới 2024. Đúng 7 ngày tới của tuổi Đinh Mùi mang theo một làn gió mới với nhiều dấu hiệu tích cực. Dù năm 2024 sắp kết thúc, người tuổi Đinh Mùi vẫn có những cơ hội quý báu để vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Sự xuất hiện của cục diện tam hợp chính là ánh sáng, dẫn lối giúp bạn vượt qua khó khăn, thách thức và mở ra con đường thuận lợi cho tương lai. Dù vẫn có những chướng ngại vật nhưng bạn sẽ thấy rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết êm đẹp, biến nguy thành an và mọi khó khăn sẽ trở thành cơ hội để bạn trưởng thành hơn. Đúng 7 ngày tới này, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có những bước tiến đáng kể. Nhờ vào năng lực và tinh thần cống hiến, bạn đang tiến gần hơn tới những mục tiêu lớn. Đây là giai đoạn mà những nỗ lực trong suốt thời gian qua bắt đầu kết trái, mang đến cho bạn sự thăng tiến về chức vụ lẫn thu nhập. Hãy sẵn sàng cho những thử thách mới, vì rất có thể bạn sẽ được cấp trên tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng như dẫn dắt một dự án lớn hay tổ chức sự kiện trọng điểm. Thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn từ thái độ làm việc tích cực và cầu thị của bạn. Sự chân thành và nhiệt huyết trong công việc đã giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và lãnh đạo, tạo ra nền tảng vững chắc cho những bước tiến mới. Với sự hỗ trợ của tam hợp, mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời điểm này, tài vận của người tuổi Mùi cũng vô cùng khởi sắc. Cả chính tài và thiên tài đều đem lại nguồn thu đáng kể, giúp bạn không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ những mối quan hệ đối tác cũ lẫn mới, hàng hóa lưu thông tốt, doanh thu tăng vọt mang lại lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt, bạn đã biết cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan, các khoản chi tiêu, đầu tư đều được bạn kiểm soát chặt chẽ, tránh được những rủi ro không đáng có. Điều này càng khiến túi tiền của bạn ngày càng rủng rỉnh, tạo điều kiện để bạn tiếp tục đầu tư sinh lời. Chuyện tình cảm đúng 7 ngày tới này cũng đánh dấu những chuyển biến đầy tích cực cho người tuổi Đinh Mùi. Với những ai đang độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp được người đặc biệt mang đến sự thay đổi bất ngờ và đầy hứa hẹn trong cuộc sống. Mối duyên tình có thể đến từ một sự gặp gỡ tình cờ nhưng lại nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ sâu sắc. Còn với những ai đã có đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa, lãng mạn hơn bao giờ hết. Những khó khăn, hiểu lầm trước đây sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Đây là thời điểm tuyệt vời để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào,
tạo dựng kỷ niệm đáng nhớ sau một hành trình dài đầy thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm, sức khỏe là khía cạnh mà người tuổi Mùi cần đặc biệt chú ý trong thời điểm này. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn có thể cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, suy yếu do áp lực công việc và cuộc sống. Dù không phải là những vấn đề sức khỏe quá nghiêm trọng, nhưng nếu không chăm sóc bản thân đúng cách, lâu dài có thể gây hại cho cả thể chất lẫn tinh thần. Lời khuyên dành cho bạn là hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng. Đừng quên duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và tập thể dục đều đặn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt, từ đó tăng hiệu quả trong mọi mặt của cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp đúng 7 ngày tới của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Bước vào đúng 7 ngày tới, người tuổi Đinh Mùi sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực và rõ rệt trong sự nghiệp của mình. Với sự trợ lực mạnh mẽ từ tam hợp cục, thời điểm này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cơ hội quý báu và con đường thăng tiến mở rộng. Đây là thời điểm để bạn mạnh dạn hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, bởi tỷ lệ thành công trong thời điểm này khá cao. Nhờ quý nhân phù trợ, những khó khăn thử thách trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Với tài năng và sự tháo vát vốn có, tuổi Đinh Mùi nhanh chóng nắm bắt được những cơ hội mới, tích lũy thêm kiến thức và hoàn thiện bản thân. Bạn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực mình đang theo đuổi và trở thành cánh tay đắc lực cho lãnh đạo. Sự nhạy bén trong công việc đã giúp bạn xử lý mọi tình huống một cách trơn tru, khiến mọi nhiệm vụ được hoàn thành một cách xuất sắc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng thái độ làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm của bạn đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Một số người thậm chí có thể được giao trọng trách lớn như thay mặt công ty tổ chức các sự kiện quan trọng hay được cử đi công tác để nắm giữ những dự án tiềm năng. Đây là những cơ hội vàng để bạn tỏa sáng và khẳng định năng lực của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như lãnh đạo. Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt và tự tin, bạn dễ dàng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác, triển vọng. Càng về cuối tháng, sự nghiệp của bạn càng có nhiều bước tiến khởi sắc. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công việc một cách xuất sắc, bạn còn mang về cho doanh nghiệp những bản hợp đồng lớn, nâng cao uy tín và danh tiếng của mình trong mắt đối tác. Điều quan trọng là vận quý nhân trong thời điểm này của tuổi Đinh Mùi đang trên đà tăng cao. Những người xung quanh không chỉ là đồng nghiệp mà còn có thể trở thành những người bạn đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ và chỉ bảo bạn trong những lúc khó khăn. Đây chính là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua mọi thách thức và tiến tới thành công. Tuy vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng trong thời điểm này là lời nhắc nhở rằng bạn cần cẩn trọng với những rủi ro bất ngờ. Nguy cơ gặp phải mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc đối tác có thể gia tăng. Nếu bạn không kiểm soát tốt cảm xúc, những tranh cãi không đáng có chỉ khiến bạn mất đi sự tập trung và thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy hạn chế tối đa việc tranh luận không cần thiết, tránh để những mâu thuẫn nhỏ lẻ trở thành vấn đề lớn. Thay vào đó, bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình, duy trì sự chuyên nghiệp và bình tĩnh trước mọi tình huống. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và thuận lợi cho sự phát triển dài hạn. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới là một thời điểm đầy hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi Đinh Mùi. Để đạt được thành công, bạn cần tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và lãnh đạo. Đồng thời, khéo léo xây dựng sự tin tưởng và hợp tác với khách hàng. Đây sẽ là chìa khóa giúp bạn hoàn thành những mục tiêu lớn trong thời điểm này. Bên cạnh đó, hãy sẵn sàng đối mặt với áp lực và trách nhiệm mới. Mỗi thử thách đều là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển bản thân. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh và từ quý nhân, bởi họ sẽ là những người mang lại cho bạn sự chỉ dẫn quý báu. Việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn hiện tại, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới, tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Thời điểm này, tài lộc của người tuổi Đinh Mùi được dự đoán sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ, mang đến những cơ hội tài chính mới mẻ và hấp dẫn.
Không chỉ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, mà tài chính của bạn cũng hứa hẹn sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, người tuổi Đinh Mùi sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm khi không còn phải lo lắng về tiền bạc. Bởi cả nguồn thu từ chính tài lẫn thiên tài đều vô cùng dồi dào, mang lại nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng liên tục. Với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, thời điểm này hứa hẹn sẽ là thời điểm bạn chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt trong thu nhập của mình. Khả năng ký kết hợp đồng thành công, thực hiện các giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra trôi chảy, mang lại cho bạn nhiều phần thưởng xứng đáng. Việc hoàn thành các dự án quan trọng không chỉ giúp bạn đạt được danh tiếng trong công việc, mà còn mang về một khoản hoa hồng rủng rỉnh, giúp cuộc sống của bạn trở nên sung túc hơn bao giờ hết. Những thành tựu trong công việc không chỉ giúp bạn tăng thu nhập mà còn tạo điều kiện cho bạn tận hưởng một cuộc sống thoải mái, không còn phải suy nghĩ nhiều về các khoản chi tiêu hàng ngày. Đây chính là lúc bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho những dự định tài chính lớn hơn trong tương lai. Đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, thời điểm này mang đến một sự tự tin lớn trong việc chinh phục thị trường. Nhờ vào tài năng, kinh nghiệm và nhân duyên tốt, bạn có thể dễ dàng đẩy mạnh việc bán hàng, thu hút khách hàng và tạo ra lợi nhuận vượt trội. Các sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp đang được thị trường đón nhận nồng nhiệt, giúp việc tiêu thụ trở nên nhanh chóng như tôm tươi, mang lại nguồn thu khổng lồ cho bạn. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là thời điểm bạn cảm thấy sẵn sàng để dấn thân vào những dự án mới, mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, với hy vọng rằng những quyết định táo bạo sẽ mang lại thành công rực rỡ. Tâm lý lạc quan và quyết tâm cao độ chính là yếu tố giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được kết quả tài chính như mong muốn. Dù cho tài chính đang trên đà phát triển mạnh mẽ, người tuổi Đinh Mùi vẫn không nên lơ là việc quản lý tiền bạc. Tài lộc có dồi dào đến đâu cũng cần phải được kiểm soát một cách hợp lý và cẩn thận. Đây là thời điểm bạn nên chú trọng đến việc cân bằng giữa thu và chi, đảm bảo rằng mỗi đồng tiền đều được đầu tư và sử dụng một cách hiệu quả nhất. Việc đầu tư trong thời điểm này cần sự thận trọng, chọn lọc kỹ lưỡng các kênh đầu tư an toàn và bền vững, tránh những rủi ro không cần thiết. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định, không để mình bị cuốn vào những trò may rủi hay đầu cơ quá mức. Việc lựa chọn những phương pháp quản lý tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì được dòng tiền ổn định, đồng thời mang lại lợi nhuận lâu dài và bền vững. Ngoài ra, với tình hình tài chính dồi dào trong thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội giải quyết các khoản nợ cũ nếu có, giúp giảm bớt áp lực về mặt tinh thần và tài chính. Đây là thời điểm tốt để bạn tập trung vào việc làm giàu một cách chân chính và bền vững, tránh xa những hành động liều lĩnh như đánh bạc hay tham gia vào các trò đỏ đen. Bởi đây không chỉ là con đường nguy hiểm mà còn có thể dẫn đến việc mất đi toàn bộ thành quả mà bạn đã dày công gây dựng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đời sống tình cảm của người tuổi Đinh Mùi. Đây là thời điểm những người tuổi Đinh Mùi sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng hoa trong chuyện tình cảm. Nhờ vào nỗ lực xây dựng và vun đắp yêu thương từ chính bản thân bạn, may mắn không tự nhiên đến, mà đó là kết quả từ những hành động chân thành, sự kiên trì và mong muốn sâu sắc được sống trọn vẹn trong tình yêu. Với người tuổi Đinh Mùi còn độc thân, thời điểm này là cơ hội vàng để bạn bước ra khỏi vỏ bọc cô đơn của mình. Những cuộc gặp gỡ định mệnh, những mối nhân duyên bất ngờ có thể xuất hiện trong những tình huống mà bạn không ngờ tới, như một buổi họp mặt bạn bè, một lần đi dạo phố hay thậm chí là trong công việc hàng ngày. Hãy mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, bởi tình yêu đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đây cũng là lúc để bạn gạt bỏ quá khứ, buông bỏ những vết thương cũ và tập trung vào những điều tốt đẹp hiện tại. Nhân duyên tốt lành sẽ đến khi bạn sẵn sàng đón nhận hạnh phúc, và khi đó, bạn sẽ cảm thấy như được hồi sinh trong tình yêu. Đừng ngại ngần tiến bước, bởi hạnh phúc không còn là điều xa vời nữa, nó đang tiến đến thật gần với bạn trong thời điểm này. Đối với những ai đã có đôi, thời điểm này hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian rực rỡ và đầy đam mê cho tình yêu của bạn. Bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự ấm áp, nhiệt huyết và chân thành từ người bạn đời của mình. Những thăng trầm, thử thách mà cả hai đã cùng nhau vượt qua chỉ làm cho mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn bao giờ hết. Tình yêu càng thêm nồng nàn, những cử chỉ quan tâm chia sẻ từ cả hai phía sẽ giúp cho mối quan hệ thêm phần thăng hoa. Nếu tình cảm đã chín mùi, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy nghĩ đến chuyện kết hôn.
Đừng để tình yêu kéo dài quá lâu mà không có bước tiến mới, vì điều đó có thể gây ra những lo ngại hoặc bất ổn không đáng có. Khi tất cả đã thuận lợi, việc cùng nhau xây dựng một gia đình sẽ là quyết định tuyệt vời, mở ra một chương mới đầy hạnh phúc và viên mãn. Thời điểm này cũng mang đến cơ hội để các cặp vợ chồng hòa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt, giúp tình cảm vợ chồng thêm phần khăng khít và bền vững nếu trước đây có những hiểu lầm hay bất đồng. Đây là lúc để cả hai lắng nghe nhau và tìm cách hâm nóng tình cảm. Gia đình bạn sẽ trở nên êm ấm, hài hòa hơn nếu cả hai cùng dành thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Thời điểm này rất thích hợp để gia đình bạn cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, vừa giúp gắn kết tình thân, vừa tạo thêm kỷ niệm đẹp cho các thành viên. Những khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giãn sẽ làm cho mối quan hệ gia đình trở nên gần gũi và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới mang lại cho người tuổi Đinh Mùi một sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để chủ quan, bởi dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Mộ, sức khỏe của bạn có thể gặp phải một số vấn đề tiềm ẩn, dù không quá nghiêm trọng. Những vấn đề này nếu không được chú ý và xử lý kịp thời có thể để lại hậu quả lâu dài, gây ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của bạn. Đúng 7 ngày tới này, sự bận rộn trong công việc cùng những áp lực từ cuộc sống có thể khiến người tuổi Đinh Mùi dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ hay suy giảm năng lượng có thể xuất hiện nếu bạn không biết cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn có thể đang gặp phải những tác động tiêu cực từ nhịp sống quá nhanh và không có thời gian nghỉ ngơi đúng cách. Cách tốt nhất để cải thiện tình trạng này chính là điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng cố gắng ép buộc bản thân phải làm việc quá sức, mà hãy học cách lắng nghe cơ thể và dành cho mình những khoảng thời gian để thư giãn. Khi bạn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, những triệu chứng mệt mỏi sẽ dần biến mất, giúp tinh thần được hồi phục và cơ thể tràn đầy năng lượng trở lại. Ngoài việc chú trọng đến nghỉ ngơi, tuổi Đinh Mùi cũng nên dành thời gian cho việc rèn luyện thể chất trong thời điểm này. Việc duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mà còn là cách để cơ thể chống chọi lại các bệnh tật. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay bơi lội có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và mang lại sự dẻo dai cho cơ thể. Nếu bạn chưa có thói quen tập thể dục, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản mỗi ngày một chút để cơ thể dần quen với nhịp độ mới. Thời điểm này cũng là thời điểm tốt để bạn thay đổi chế độ dinh dưỡng, bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Không chỉ dừng lại ở những vấn đề về thể lực, thời điểm này, người tuổi Đinh Mùi cũng cần đặc biệt cẩn thận với các tình huống không mong muốn. Do sự tác động của hung tinh ngũ quỷ, đây là điềm báo về những rủi ro bất ngờ như tai nạn giao thông hoặc sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, trong thời điểm này, bạn nên hạn chế ra ngoài quá khuya, luôn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đặc biệt là nên tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia khi lái xe. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến môi trường xung quanh mình, tránh xa các tình huống nguy hiểm và không nên tham gia vào những hoạt động mạo hiểm để bảo vệ an toàn cho bản thân. Lời nhắc nhở từ ngũ quỷ hung tinh là một lời cảnh báo quan trọng, giúp bạn đề cao cảnh giác và tránh xa những nguy cơ có thể xảy ra bất ngờ. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, sau đây là nội dung chi tiết về vận trình tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tử vi trong những ngày này mang lại cho tuổi Đinh Mùi nhiều tín hiệu khả quan trong mọi khía cạnh cuộc sống. Cục diện tam hợp giúp tăng cường sức mạnh của các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong công việc. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự trợ giúp từ quý nhân nếu đang gặp khó khăn. Đây chính là lúc mọi rào cản được hóa giải, thậm chí có người còn sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng những chỉ dẫn vô cùng quý báu. Công việc trong thời điểm này có thể sẽ đòi hỏi bạn cần bỏ ra nhiều thời gian và nỗ lực hơn, nhưng kết quả nhận lại rất xứng đáng. Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống khéo léo của tuổi Đinh Mùi sẽ phát huy tối đa, giúp bạn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và đối tác. Hãy tận dụng cơ hội này để thúc đẩy các dự án còn dang dở hoặc lên kế hoạch cho những công việc lớn hơn trong tương lai.
Về tài chính, trong những ngày này là thời gian đột phá lớn về tiền bạc, nhưng bạn sẽ cảm thấy khá ổn định và không gặp nhiều trở ngại về dòng tiền. Hãy tiếp tục duy trì sự cẩn thận trong việc quản lý thu chi để đảm bảo các kế hoạch tài chính của bạn không bị ảnh hưởng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được nhiều cơ hội từ các mối quan hệ xã giao, nhất là qua những buổi gặp gỡ hay hội họp gia đình. Với các cặp đôi thì trong những ngày này mang lại không khí hòa thuận, đôi bên có cơ hội gần gũi và chia sẻ nhiều hơn, giúp mối quan hệ thêm phần bền chặt. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 rằm tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Bước vào thời điểm này, tuổi Đinh Mùi có thể phải đối diện với những thay đổi bất ngờ trong công việc. Sao âm sát chiếu mệnh khiến một số kẻ tiểu nhân cố tình gây khó khăn, khiến bạn có thể gặp phải những tình huống căng thẳng hoặc xung đột không mong muốn. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được những thách thức này, chỉ cần luôn giữ vững lập trường và không để bản thân bị cuốn vào những chuyện thị phi. Tình hình tài chính trong những ngày này có chút khởi sắc, nhờ sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội, bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc có lợi thế trong các cuộc thương thảo. Đặc biệt, nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, những ngày này là thời điểm tốt để phát triển mạng lưới quan hệ, gặp gỡ đối tác mới và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư mạo hiểm, nên giữ vững sự cẩn trọng trong từng quyết định. Về mặt sức khỏe, trong những ngày này, bạn có thể cảm thấy hơi căng thẳng do khối lượng công việc tăng cao và áp lực từ những kẻ đối địch. Để giảm bớt sự mệt mỏi, hãy đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe tinh thần. Việc thực hiện các hoạt động thư giãn như thiền định hoặc yoga sẽ giúp cân bằng lại năng lượng và giảm stress hiệu quả. Chuyện tình cảm trong thời gian này, bản mệnh cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Đối với những ai đã có gia đình, việc giữ hòa khí trong nhà là điều cần thiết. Hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người thân yêu để tránh hiểu lầm không đáng có. Đối với người độc thân, đây không phải là thời điểm thích hợp để vội vàng tiến vào một mối quan hệ mới, nên dành thời gian suy ngẫm và phát triển bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Quý khán giả thân mến, hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai. Chưa phân biệt được thì vẫn lặn ngục trong khổ đau. Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo khác nhau và họ cũng lý giải nhân quả theo cách riêng của mình. Đa số đều nghiêng về quan điểm có một đấng tối cao ban phước, giáng họa. Tuy nhiên, Phật giáo không tin đấng sáng. Thế theo đó, luật nhân quả báo ứng tồn tại độc lập không theo ý chí của bất cứ ai. Nó tác động lên tất cả. Từ hiện tượng trong vũ trụ bao la này cho tới con người, muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả, không trừ một ai. Thậm chí cả Đức Phật khi trong thân người cũng chịu tác động của nó một thời. Có hai loại tội. Thế nào là hai tội? Có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại này? Bài học theo lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai. Có thể thấy, việc ai đó ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ hoặc gieo gió gặt bão là chuyện đương nhiên, vì nhân quả ở đời vốn rất chính xác. Tiến trình từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Quả báo nhãn tiền, đó là những quả báo ta thấy được kết quả ngay như trộm cắp, buôn lậu, tham ô, giết người, sẽ bị pháp luật trừng trị ngay. Đó cũng chính là quả báo mà ta chịu ở kiếp này khi làm việc xấu xa. Quả báo tương lai đó là những quả báo ta chưa thể thấy ngay được như ác khẩu, chửi bới người, du oan, thất tình hay giật chồng. Sẽ có thể hiện tại chưa bị trị tội nhưng tương lai khó lường. Đó là lý do nhiều người vẫn rất tự mãn rằng mình làm điều xấu mà chẳng sợ tai ương. Họ không nhìn thấy tương lai của mình đáng sợ như thế nào, nên mới có những việc làm sai trái hại người đến vậy. Thế nhưng, hãy nhớ lời Đức Phật từng dạy rằng, dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả. Do vậy, đừng tưởng rằng mình chưa phải chịu tội thì cứ tiếp tục làm. Hãy trở thành người hiểu biết, có tầm nhìn xa trông rộng hơn để thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Vì đâu con người xem thường quả báo tương lai, trong từng việc chúng ta làm hàng ngày có rất nhiều việc xấu nhưng vẫn ung dung làm. Vì ta chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, trong khi đó, hầu hết những nghiệp xấu này là quả báo tương lai, ta không thấy kết quả ngay trước mắt nên không biết sợ. Nhưng sự thật là dù bạn biết hay không,
có nhìn thấy tận mắt hay không thì chúng vẫn đang âm thầm kết thành quả xấu trong tương lai. Ví dụ như khi làm ác chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chín mùi. Đó là lý do chúng ta chỉ sợ quả báo hiện tại mà xem thường quả báo tương lai. Ta cảm thấy hiện tại vẫn ung dung sống với diệt khẩu nghiệp đấy thôi, nên cứ thản nhiên như người vô tội. Thế nên không thiếu gì những người đi gieo chuyện thị phi, lên livestream nói xấu người khác rồi tin rằng mình làm từ thiện để bù đắp. Hay không ít người rảnh rỗi đi bình luận, chê bai người khác. Ta có thể thất tín với bạn bè, hứa xong không làm, thề non hẹn biển rồi giả giờ quên mất. Thế nhưng ta có thể dối người nhưng không dối mình. Lương tâm luôn cắn dứt và tội báo sẽ đến trong tương lai. Có thể là 5 đến 10 năm nữa, hay thậm chí là kiếp sau khi chúng kết đủ duyên. Nói chung ta không thể nào thoát khỏi. Có thể nói, việc vận hành của nhân quả rất đa dạng và phức tạp, nên không phải ai cũng tin có nhân quả. Nhưng không tin không có nghĩa là nó không tồn tại. Đó là lý do hiện nay có nhiều người vẫn than vì sao tôi giỏi mà vẫn nghèo. Đơn giản vì ta không hiểu rõ đường đi nước bước cụ thể của nhân quả đang tới đâu, không thể tính toán xem bao lâu mới được nhận quả ngọt. Sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên quả báo tương lai, có thể không báo ứng liền tức khắc. Những người vô minh thường thì cái gì không biết thì không sợ. Vì thế, họ tiếp tục phạm sai lầm và ngó lơ hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, tự mình kiến tạo hạnh phúc thành công cho mình. Sống ở đời dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc, quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác mà chính tự nơi mình đã gây ra, vì mãi chạy theo vật chất, say đắm sắc dục. Chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân tâm mình, chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi. Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như với đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Thậm chí đó là cây kim, sợi chỉ hay quyết tâm đều đã được ghi nợ và có lãi suất nên đừng xem thường. Dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng, đặc biệt là quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ. Vì thế, có nợ tiền ai nhất định phải trả. Đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chắc chiêu, dành dụng đội nón ra đi mới lội ngược dòng để tìm ra những điều mình đã phạm sai lầm, thì cũng đã muộn màng. Thế nhưng hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai, dù bạn đang ở tuổi nào đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm vẫn đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.